Tại Bạc Liêu, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua kết hợp với triều cường đã khiến cho một số diện tích trồng rau màu của bà con nông dân bị hư hỏng. Mặc dù trước đó, nông dân đã tăng cường các biện pháp để phòng chống ngập úng, thế nhưng với lượng mưa quá lớn và mực nước dâng cao hơn mọi năm khiến bà con nông dân không kịp trở tay. Xã Hiệp Thành là một trong những địa phương chiếm phần lớn diện tích trồng rau màu của thành phố Bạc Liêu. Để bảo vệ vùng trồng rau không bị ngập úng, thành phố Bạc Liêu đã trang bị 3 máy bơm. Tuy nhiên, máy bơm cũng không cứu kịp hết toàn bộ diện tích trồng rau màu của bà con. Theo ước tính, có trên 80 hecta diện tích trồng rau màu bị ngập úng, hư hại khoảng 80%. Gần một tuần qua, khoảng 2 công trồng hẹ của ông tại Giang Son, xã Hiệp Thành đã bị chết do ảnh hưởng của triều cường. Nước mặn lên tới rẫy khiến cho hẹ đang phát triển tươi tốt của gia đình ông Son ngã rạp thối rễ. Gần một tháng trước đây, rẫy hẹ của gia đình ông cho thu nhập mỗi tuần vài triệu đồng. Thế nhưng hiện nay, nguồn thu nhập ấy đã không còn. Trồng ba mớ hẹ thì bị đắt mặn, còn trồng những cái thứ khác thì lắm lúc được, lắm lúc không. Hẹ này nó cũng chịu mặn được một phần nào. Cho nên là trồng hẹ thu hoạch đừng là nếu lá có giá thì cắt. Còn nếu không có giá thì bẻ bông mà sống. Hiện tại đây là hư hết rồi. Đã chết là 80-70%. Nước ngập dâng lên đó, rồi nhờ cái máy, nó bơm đỡ. Chứ không có máy thì là đã ngập là bỏ luôn. Thu hoạch bây giờ là nó đồ vợ nó hư hết trơn à. Chừng 10 kg đồ nha. Chừng mấy chục ngàn. Rồi mà mặn nhà cho mướn là không còn đồng nào luôn. Đó. Đồ rẻ nữa. Trước tình hình trên, ngành chức năng đã khẩn trương xuống địa bàn nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng. Đối với những diện tích rau màu không bị ảnh hưởng do triều cường, cán bộ nông nghiệp cũng đưa ra một số hướng dẫn để bà con nông dân thực hiện nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Đối với cái phần đất mà bên tía kinh Trường Sơn á, do ảnh hưởng của nước mặn thì bà con qua cái đợt này thì bà con không nên tiếp tục xuống giống, tại vì cái đất nó còn nhiễm mặn, chờ khoảng thời gian chừng 3 đến 5 tháng thì khi đó cái lượng đất nước mặn cái chất muối trong đất nó hết thì bà con hãy xuống giống. Hiện tại thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp và triều cường được dự báo sẽ còn dâng cao. Do đó các địa phương cần chủ động có biện pháp phòng chống kịp thời. Đối với rau màu đã đến lứa thu hoạch, bà con nông dân nên khẩn trương thu hoạch để tránh thiệt hại trong sản xuất.